Nguồn giấy để can dán bếp tráng nhiều cách nhiệt, có thể dùng dán mọi thứ trong gia đình, dán tường bếp, dán lót mặt đất, dán lót đồ, dán tường. Giấy có sẵn keo chỉ cần lột ra và dán, có thể tự dán dễ dàng. Dán được trên nhiều loại bề mặt vật liệu, từ vôi bằng phẳng, gỗ ván kính đá thạch anh, vuông cuộn có kích thước dài 3m rộng 60cm, cho bạn tha hồ dán trang trí lại căn bếp của mình chỉ với chi phí cực kỳ thấp. Giấy có sẵn keo ở mặt sau, không cần vôi thêm keo, chỉ lột ra và dán. Đề can dán bếp giúp làm mới không gian sống của bạn hiệu quả, dễ dàng lau chùi khi bị bám dính dầu mỡ. Đối với mặt tường phẳng mịn không bong chóc ẩm ướt, độ bền sử dụng có thể lên tới 5-6 năm. Chất liệu cách nhiệt, chống nóng, không thấm nước, bền màu, dễ dàng lau chùi và thay đổi đề can mới, độ bám dính tốt, không gây hại đến sức khỏe, thân thiện với môi trường. Vuông cuộn dài 3m, rộng 60cm, dán được tới 1.8m vuông diện tích mà giá thành cực thấp, với 3 cuộn bạn có thể dán hết mọi đồ trong gia đình mình. Cách sử dụng đề can giấy dán bếp tráng nhôm cách nhiệt: lau sạch bề mặt cần dán để không bị bẩn và nhám, lột giấy dán từ trên đỉnh cao dán xuống thấp, dán tới đầu lột giấy ra tới đó, miết chặt giấy vào tường bằng dụng cụ miết giấy hoặc vải khô mềm. Có thể dùng máy giấy tóc sấy nóng và ép miết giấy một lần nữa vào tường, đặc biệt là các mối nối, mép góc để giấy bám chắc hơn. Khi dán xong, bạn có thể dùng bàn ủi là nhẹ lại một lần, sản phẩm của bạn sẽ được phẳng căng và lớp keo sẽ được bám chặt tuyệt đối. Khi không thích sử dụng, xé giấy bỏ đi, lấy máy giấy tóc sấy nóng và lột từ từ để không làm hư và dơ tường. Lưu ý: khi dán trên bề mặt gạch men hoặc kính với diện tích lớn, có thể dỉ ướt trước phòng, có thể phải dán sửa đi sửa lại, nước sẽ tự thoát ra khi bạn gạt và tự khô sau đó. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.